Theo thông tin từ Công an huyện Đức Trọng, mới đây đơn vị đã phối hợp với lực lượng an ninh cảng hàng không Liên Khương kiểm tra tại khu vực hàng hóa, phát hiện 13 thùng xốp bên trong có chứa tổng cộng 214 kg dầu tây. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ, bên ngoài hộp in chữ Trung Quốc, không tem, nhãn mác tiếng Việt và không có thời hạn sử dụng. Bước đầu, Công an huyện Đức Trọng xác định lô dâu tây này được gửi từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào cảng hàng không Liên Khương. Người đặt mua hàng là một số tiểu thương đang kinh doanh dâu tây tươi tại chợ Đà Lạt. Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, Công an huyện Đức Trọng đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển dâu tây tươi từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào cảng hàng không Liên Khương, sau đó vận chuyển bằng ô tô lên Đà Lạt. Tổng 3 đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ và tiêu hủy hơn 8 tấn dâu tây tươi Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp.